Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Đà Lạt của mình. Thì hôm nay là Duy Lăng Thang sẽ đưa các bạn đi tham quan một cái địa điểm, một cái chứng tích từ rất là xa xưa, từ thời vua Bảo Đại. Cái điểm mà Trọng Duy muốn giới thiệu với các bạn đó là hồ tắm hay gọi là nhà tắm của vua Bảo Đại. Đây là hiện trạng của cái nhà tắm của vua Bảo Đại từ xa xưa. Thì theo như quan sát của mình ấy, thì vừa rồi mới có một cái trận mưa rất là lớn, nó sạc đất trên này xuống và nó đã lấp kín cái hồ này rồi. Cái hồ này thì trước đây rất là lớn, nhưng mà cứ hàng năm thứ nó cứ bị bồi đắp và nó trôi xuống đây. Bây giờ nó đã ngập kín đất đai, nó ngất lấp hết cái hồ rồi đó. Còn phía bên trên này ấy, ở rừng thông này, bên này là rừng thông và nó là khuôn viên của dinh một vua Bảo Đại. Từ đây vào dinh ở trên đỉnh đồi trên kia. Thì như quý vị đã biết ấy, thì trước đây ấy, cái khu vực này là khu vực rừng núi này. Thì vua Bảo Đại thường đi săn bắn ở đây. Sau đó vua Bảo Đại thì rất là thích đi săn. Và khi đi săn về đến đây ấy, thì thấy một cái khe đá. Khe đá là phía trong này, nước nó chảy ra rất là trong vắt và nó chảy ra một cái hồ lớn ở đám này. Khu vực này, một cái hồ rất là lớn. Thì nước ở đây rất là trong. Và vua Bảo Đại với cho các quan cận thần ấy và cho người xuống đây tiến hành xây dựng một cái nhà tắm ở đây. Thì phía cái hồ nước chảy ra đấy, cái vách đá nước chảy ra trong vắt ấy, thì có đắp một cái đầu, một đầu con hổ, và nước nó sẽ chảy ra từ cái miệng con hổ. Tuy nhiên thì theo năm tháng ấy, cái đầu hổ ấy thì hiện nay đã bị đập vỡ mất rồi. Bây giờ chỉ còn cái mạch nước ở trong đó nó vẫn chảy ra. Còn cái khu vực này là những cái dãy nhà tắm. Phía bên trên này là cũng có một cái dãy nữa, có một cái nhà lên trên nữa để thay đồ rồi nọ kia, nhưng mà bây giờ nó đã bị vỡ rồi. Đó. Thì các bạn nghe tiếng róc rách ở đây này. Đó. Ở đây nó có cái suối nước ngầm và cái chỗ nước nó chảy ra nó nằm ở trong cái hốc trong kia. Và mình đã vào đó rồi thì thấy trong đó là một cái tảng đá rất là lớn. Rồi nước nó chảy ra, nó sẽ chảy ra cái hồ này. Tuy nhiên thì một cái trận mưa vừa rồi, một trận mưa rất là lớn, nó làm sạt nguyên một cái vạt đất ở cái trên đồi này xuống này. Đó, nhìn nó sạt xuống kinh khủng khiếp chưa. Đó, nó sạt xuống đây, nó lấp hết cái hồ này rồi. Đó, đây cũng là một cái điểm rất là xa xưa. Thì trong này có một cái khe nước, nước nó đang chảy rất là róc rách này, như là một cái suối này. Đó, nước nó đang chảy này. Đó. Cây cối thì đất đá nó lấp xuống, rất là tan hoang, nhìn rất là ghê. Nó trôi xuống mà đổ hết những cây. Đó. Và cái hồ này trước là nó rất là lớn, nó vòng ở đây. Bây giờ sau đó thì nó bồi đắp đi và người ta đã xây kè lại và để lại một cái hồ nhỏ. Tuy nhiên nay đất nó lại cũng lấp hết cái hồ này rồi, không còn gì nữa. Ở trong này thì giờ bùn đá rất là dơ, cho nên mình cũng chỉ quay sơ bên ngoài thôi, chứ còn không vào bên trong nữa. Và trước đây thì nó có một cái đầu hổ ở đây. Thì có một người bạn sống ở Đà Lạt rất là lâu rồi, nói mình là đi tìm cái đầu hổ xem còn không, thì mình đến đây để mình tìm. Thì mình quay và hỏi người dân ấy, thì nó bảo là nó bằng đá và nó đã bị đập rất là lâu rồi. Đấy, nhìn kìa, nước nó sạc kinh khủng. Thì khu vực này trước này không có dân ở đâu, toàn là rừng núi đây. Bây giờ cũng dân ở rất là dày. Và đây có một cái khu nghỉ dưỡng rất là to này. Ngày xưa nó tên là khu biệt thự Hồ Bảo Đại. Đó, đây nó gọi là Hồ Bảo Đại này. Tuy nhiên thì bây giờ nó thay tên là cái công ty gì đó, công ty trách nhiệm hữu hạn gì, cũng là để nghỉ dưỡng ấy, du lịch nghỉ dưỡng. Nhân viên cũng rất là khá đẹp. Phía bên sau này thì người dân họ đào một cái hồ nước để họ chữ nước, họ bơm lên trên vườn trên này, họ tưới ở canh tác cái này đấy. Đây này, nước ở trong đá nó ra nó xanh ngắt này quý vị. Hay ở ngay
đầu đường này này có một cái cổng rất là lớn, cổng của thời Bảo Đại á, nhưng mà do sau này người ta mở rộng đường mà cái cổng nó hẹp xe cộ đi không được thì khu phố với quyết định là đã đập phá cái cổng đấy đi để mở rộng đường rồi. Tuy nhiên đấy, con đường hiện nay cũng khá là hẹp, thì càng đi vào sâu nó sẽ càng hẹp, hai ô tô có thể tránh được nhau, tuy nhiên nó cũng rất là hẹp đó. Nhưng mà còn cảnh hai bên đường của Trần Thái Tông dẫn vào hồ Bảo Đại, gọi là ao vua, gọi là tắm của hồ Bảo Đại, thì các bạn theo chân mình thì ngắm toàn cảnh hai bên đường nhé. Nhưng con đường này cũng khá là nhỏ, tuy nhiên thì hiện nay nhà cửa dân ở san sát này. Ngày xưa cái đường này rất là vắng và nó đi vào một cái khu là khu rừng đó, thì là không có dân ở cho nên là rừng còn rất là nhiều và có nhiều thú, cho nên là vua Bảo Đại nên là về cái vùng này để săn bắn. Thì khu vực này nó cũng gần gần cái dinh Bảo Đại, dinh một Bảo Đại các bạn, nó bọc vào phía sau dinh một và nó đi vào phía khu rừng. Đây là toàn bộ quang cảnh hai bên đường của nhà dân. Thì các bạn nhìn đó là những cái núi đồi trên cao xuống thấp, và những cái vùng bên chúng ta đi vươn ở bên tầng tâm bên là vùng thẳng. Càng đi vào sâu nó càng nhỏ, đường đi ô tô có thể vào được đến tận trong đó, tuy nhiên là sẽ hẹp dần. Nhà cửa rất là nhiều, cái đường phố khá đẹp các bạn. Đó, bạn trong này bắt đầu cây cối. Ở đây thì rất là nhiều những cây cổ thụ rất là xưa rồi, nó cao to lắm các bạn. Đây là một trong những cái cây rất là cao. Cao to lắm. Và hai bên đường ấy, thì người ta cũng trồng rất là nhiều mai anh đào. Đó, đây đoạn đường này, rất là nhiều mai anh đào. Đến cái mùa mai anh đào nở thì rất là đẹp, gần dịp Tết á. Những cây mai anh đào cũng khá lớn rồi. Đó, đoạn xong này các bạn thấy đó, như là đi vào khu rừng á. Và đường ở đây là đường bê tông nó nhỏ lại rồi. Bây giờ đoạn này thì chỉ ô tô đi được một chiếc thôi, không tránh nhau cũng hơi khó. Đó, phía dưới này là có những cái vườn hồng của người dân ở trong đây các bạn, những cái cây cổ thụ rất là xa xưa và lớn lắm, cao. Dưới này là vườn hồng cũng như là bên ven đường thì là những mai anh đào. Chúng ta sẽ đi tiếp sâu vào phía trong. Thì từ đường Hùng Vương đi vào trong đến hồ của Bảo Đại đó, ao vua hay gọi là ao vua, thì nó còn tầm khoảng là 2-3 cây số gì đó, cây số cũng không quá xa đâu. Càng về sau này thì dân nó sẽ thưa dần hơn, dân nó thưa dần dưới đây là những cái nhà lợp để trồng rau trồng hoa, và view xa bên kia là những cái đồi thông một công viên giữ nguyên hiện trạng không quản lý dân đất. Phía bên tay phải chúng ta là công viên Đường Thông, thì cái Đường Thông này nó nằm trong công viên của dinh hồ Bảo Đại, và cái hồ Bảo Đại cái ao vua này nó cũng nằm trong cái công viên đó, nó là cái sau của dinh hồ Bảo Đại. Và trước đây khu vực này nó được đường núi nhất đấy. Và cuối cùng đây là khu vực chúng ta đã đến khu vực ao vua hay còn gọi là hồ Bảo Đại. Phía trước này là một cái am thờ nha các bạn. Ok, chúng ta đã tham quan xong cái khu vua Bảo Đại như ở đầu video. Thì mình nhìn xa xa ở khu vực này nó có một vài cái cây hoa rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ đi sang để quay cho các bạn ngắm một số cái hoa, chúng ta gọi là hoa phượng hồng. Phượng hồng là các bạn nhé. Giờ đó trước mắt chúng ta nhìn về xa xa nó có hai cây phượng hồng rất là đẹp, mình sẽ đi vòng sang bên đó để quay cho các bạn xem cái phượng hồng Đà Lạt luôn. Thì cũng gần cái khu vực ao vua Đà Lạt thôi. Đó, mình sẽ view cho các bạn xem này. Còn đây là toàn bộ cái khung cảnh những cái cánh ruộng trồng rau của mình. Thì ngay cái khu vực ngã ba này, có một cái
tông này nhé. Đó, hoa rất là rực rỡ và du khách này, cũng như là người dân Đà Lạt, những cái người họ biết, họ đến họ chụp hình, check in. Cây này người ta gọi là cây phượng hồng, rất là đẹp các bạn ạ. Khá đông người đến chụp hình, cả chụp hình cưới nữa là gì đó. Đây, còn đây là những cái sắc hoa của phượng hồng này. Đó, mình quay cận cảnh các bạn xem nhé. Rất đẹp các bạn ạ. Đà Lạt rất là nhiều loài hoa, hàng trăm nghìn loài hoa, quanh năm lúc nào cũng có hoa đẹp. Ok, như vậy là mình cũng kết thúc cái video ở đây. Chúc các bạn có một cái khoảng thời gian ngắn vui vẻ. Hẹn gặp các bạn ở những video sau. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên bấm like, chia sẻ và bấm theo dõi kênh của mình để đón xem các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.